Vâng, xin chào các bác ạ. Có bác nào đang tìm xe nâng 3 tấn không ạ? Hôm nay thì em có một chiếc 3 tấn ạ. Em có một chiếc 8FD30 3 tấn số sàn dịch giá cho các bác ạ. Em giới thiệu cho các bác một chiếc Toyota đời cao, lốp đơn ạ, 3 tấn dịch giá số sàn. Chiếc này sử dụng động cơ 2Z của Toyota ạ, sản xuất 2008. Xe thì còn rất là ok ạ, máy móc zin. Sơn thì em vừa cho sơn lại rồi, xe này em vừa về ạ. Chiếc này em là 3 tấn ạ, nâng cao 4,5m, rất là cao, 4,5m. Có dịch giá, lốp đơn, số sàn, xe chạy thì cực thích ạ. Toyota thì có đặc trưng là chạy rất là nhanh. Bác nào mà có nhu cầu về một chiếc cấu hình như này thì có thể alo cho em hoặc là qua xem luôn. Xe em vừa về bãi rồi. Sau đây thì em sẽ nổ và vận hành thử cho các bác xem qua về xe. Bác nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin cho em, inbox, em sẽ gửi chi tiết hơn ạ. Chiếc này 3 tấn số sàn ạ, dịch giá. Động cơ 2Z cực kỳ ngon luôn ạ. Đây. 3 tấn. Dịch giá, số sàn dịch giá. Ba tấn Toyota đời 8 ạ, xe đời cao cực chất luôn ạ. Chiếc này số sàn ạ, lốp đơn. Sàn lốp đơn ạ, nâng cao 4,5m luôn ạ, cực kỳ cao. Các bác thích tháp thấp cũng được, em có thể đổi tháp thấp được hoặc là để các tháp cao nguyên luôn. Cấu hình này thì đủ dùng ạ, tương đối đủ dùng. Dịch giá. Động cơ 2Z ạ. Sản xuất 2008. Cơ 2Z 4,5m ạ. Ok luôn. Số sàn sản xuất 2008 đấy. Đấy, 2008. Ok. Lốp đơn, lốp chiếc này là lốp đơn đặc 4 bánh ạ. 4 bánh đặc luôn. 4 lốp đều là lốp đặc. Ok. Vâng, vừa rồi thì em vừa giới thiệu cho các bác một chiếc 3 tấn ạ. Một chiếc 3 tấn đời cao Toyota thương hiệu luôn, thực chất. Sản xuất 2008, dịch giá, có dịch giá, số sàn cho các bác làm vật liệu hoặc làm gỗ, làm các công việc đều ok hết. Xe Toyota thì hàng thương hiệu rồi, các bác yên tâm. Xe cực chất ạ, vừa về ạ, có dịch giá luôn, các bác dùng rất là tiện lợi. Các bác thích chiếc này thì alo cho em hotline hoặc là qua xem trực tiếp luôn tại bãi ạ. Xe em sẵn bãi rồi, các bác cứ qua thử xe thoải mái, tham khảo thoải mái ạ. Em báo giá, các bác tham khảo không vấn đề gì hết ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi ạ. Các bác có nhu cầu cập nhật thì cứ ấn theo dõi giúp em nhé. Để ủng hộ kênh thì các bác cho em xin một like ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi ạ.